Ok, hello anh em, xin chào anh em quay trở lại với kênh của Sạch Nhân nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh mình. Và trong video này mình sẽ chỉ cho anh em cách để cho anh em có thể là đi lại cái chỗ random trái ác quỷ của C2 và C3. C1 thì anh em quá quen rồi đúng không? Thì anh em nào mà chưa biết C1 thì anh em mời nha. Thì C1 thì nó hơi dễ nên mình không dẫn anh em ở C1 được. Và mình sẽ hướng dẫn anh em ở C2 và C3 nha. Thì cái câu hỏi đầu tiên khi mà anh em lên C2 và C3 là gì? Chính là làm sao để mà lại chỗ random trái ác quỷ bây giờ, đúng không? Thì ok, trong clip này mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà lại cái chỗ đó và cũng như là hướng để mà cho ta thấy đi cho đó một cách là chi tiết nha. Còn bây giờ thì let's go. Và cái lưu ý đầu tiên trong video này đó chính là dành cho những bạn nào mà vừa mới chơi Blockfoot và qua được C2 hoặc C3, chứ không dành cho những bạn nào mà kỳ cựu trong game Blockfoot này nha. Nên đó là anh em hãy cân nhắc trước khi mà xem video này của mình. Nếu mà anh em nào đã biết rồi thì anh em cứ xem cho vui thôi và ủng hộ mình bằng cách like được rồi. Còn những bạn nào mà chưa xem chưa biết thì anh em có thể là xem, sau đó thì đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đầu tiên ở C2 á, thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay cái chỗ đó chính là cái chỗ Vương quốc Hoa Hồng, chỗ mà cảng biển anh em đi thẳng cho mình theo cái đường đi này. Thì ở đây mình đi chậm nhất có thể để cho anh em có thể là dễ biết nha anh em. Ở trong đây á thì anh em có thể là thấy một cái ông NPC nhận nhiệm vụ thì anh em đi thẳng vô cho mình nha. Và nó sẽ cho chúng ta hướng đi đó chính là đi theo những con đường chính thôi. Đó, và anh em đi theo cái con đường này cho mình. Đấy, và anh em đi theo đúng con đường này nha. Thì ở ngay chân bức tường này chúng ta sẽ có một cái cánh cánh cổng rất là to như này nha anh em. Và chúng ta nhìn bên phải là anh em sẽ gặp cái ông NPC bán trái quỷ thôi. Thì đây chính là cái chỗ quán cà phê, thì cũng là cái chỗ dành cho anh em nào mà vừa mới lên C3, ủa mình sẽ nói vừa mới lên C2, anh em hãy lại đây để mà anh em random trái ác quỷ nha. Đó, rất là đơn giản, nhưng mà câu hỏi này thì có thể là nhiều bạn sẽ hỏi mình đó chính là tại sao mà anh lại đi đơn giản vậy mà em đi khi không được, đúng không? Tại vì lúc đầu mình chơi con game này mình cũng vậy thôi em, mình cũng mấy biết đường đi đâu, nên là mình cũng phải là hỏi bạn bè mình rất là nhiều luôn, bạn bè mình dẫn mình đi hoài rồi mình mới biết á. Ok, thì đây chính là chỗ random trái quỷ ở C2 nha. Và đây chính là cái bàn trao đổi trái ác quỷ nè, dành cho những bạn nào mà chưa biết thì đó chính là cho những bạn muốn tặng trái ác quỷ cho người lạ hoặc là muốn cho ác trái ác quỷ bạn bè á, thì anh em chỉ cần ngồi vào bàn này thì cả hai cùng ngồi vào, chúng ta sẽ được gọi là trao đổi trái ác quỷ cho nhau nha. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ lên C3 để mà chỉ cho anh em hướng đi nha. Thì ở C3 nó sẽ khác C2 một chỗ á, chính là cái chỗ random trái ác quỷ anh em, thì nó sẽ không nằm ở chung với cái chỗ mà chúng ta vừa mới lên C3. Ví dụ như là đây là cái thị trấn cảng nha, thì ở bên thị trấn cảng này á chúng ta sẽ không có ông random trái ác quỷ nha, mà chỉ có cái ông chỉ có cái ông bán trái ác quỷ cho chúng ta thôi. Nên là nếu mà anh em muốn qua cái khu vực đó chính là random trái ác quỷ của C3 á, thì anh em hãy đi theo hướng này của mình nha. Thì đầu tiên chúng ta khi mà điều lên C3 thì anh em hãy nhìn thẳng cho mình hướng này, thì bạn em lấy cho mình móc chuẩn là cái hướng nhìn thẳng này nha anh em. Thì bây giờ đợi tí cho trời sáng mình sẽ hướng dẫn anh em để anh em dễ nhìn thấy, chứ bây giờ trời mới đang bình minh á thì hướng dẫn thì nhiều khi anh em sẽ khó phân biệt, thì nên là mình sẽ đợi trời sáng nha. Ok, thì cuối cùng trời cũng sáng rồi và anh em vẫn như thế, nên anh em hãy lấy cho mình cái móc chuẩn chính là nhìn phía trước của thị trấn cảng. Anh em nhìn đối diện phía trước nha, và ở phía bên trái á, chúng ta sẽ có một cái tòa nhà có bốn cái ngọn tháp, đó chính là thị cái đó chính là pháo đài trên biển anh em. Thì anh em hãy đi theo hướng đó cho mình nha. Và ở bên bên trái của pháo đài trên biển anh em có thể thấy một cái cục nhô nhô lên á, thì anh em đi thẳng cho mình ở phía bên đây nha anh em. Đó, anh em chỉ cần đi thẳng qua hướng này là chúng ta sẽ đi tới cái đảo để mà cho chúng ta random trái ác quỷ nha. Tại vì lúc mà anh em vừa mới lên C3 á, chúng ta sẽ không có cái tính năng, anh em sẽ không có thể nào mà anh em dịch chuyển về pháo đài trên biển được, nên thành ra là anh em phải di chuyển từ thị trấn cảng thì mới được nha. Đó, còn những bạn nào mà có trái bộ tổ á, anh em hãy di chuyển cho mình, anh em chọn cho mình cái đảo chính là đảo gùa nha anh em, đảo gùa hoặc còn hay còn gọi là dinh thự đó, thì anh em chọn cho mình dinh thự đảo gùa là nó sẽ về đúng cái chân chỗ random trái quỷ luôn. Còn mình thì mình dành cho những bạn nào mà mới lên C3 nhưng mà anh em không có trái ác quỷ dịch chuyển bô tô, hoặc là anh em không có những trái quỷ bay á, thì anh em hãy đi theo hướng này của mình bằng thuyền nha, bằng thuyền siêu tốc hay là thuyền thường cũng được, nhưng mà miễn sao mà anh em di chuyển qua được bên đây là được nha anh em. Đó, ok, và chúng ta đi theo hướng này của mình đó, chúng ta sẽ thấy một cái đầu của con gùa anh em thấy không. Đó, cái đầu của con gùa đó chính là cái đầu của con gùa của đảo gùa anh em, và trên lưng của con gùa nó sẽ là một hòn đảo nha. Thì nói chung là đảo gùa chính là cái hòn đảo nằm trên lưng của một con gùa, nó là như thế thôi, nhưng mà con gùa này nó sẽ không di chuyển được nha anh em, chỉ có chúng ta mới di chuyển được thôi. Anh em hãy đi theo hướng này của mình nha, và anh em chỉ cần đi đúng theo cái đường mà mình chỉ là anh em sẽ đi lại đúng cái chỗ random trái quỷ luôn đó, anh em không cần phải dịch chuyển gì trơn á. Đây, anh em thấy cái đầu của con gùa không, nó nhìn lên bằng nửa cặp mắt nhìn có một chút ma mị anh em à. Đấy, nhưng mà nó rất là hiền lành anh em, nó không có hù anh em đâu anh em à. Ok, thì anh em hãy đi lên cái cổ của con gùa cho mình.
Và sau khi mà lên cân cửa con rùa rồi, anh em chỉ cần đi thẳng vô đây là được nha anh em. Anh em thấy cái tòa nhà cao phía trên kia không? Đó, anh em chỉ cần đi thẳng ở đây là được nha. À, cái này thì phải nhảy lên này. Ok. Thì sau khi mà chúng ta lên rồi thì chúng ta sẽ thấy một cái tòa nhà cao chập chờn nè, nhưng mà nó không phải là tòa nhà này nha anh em. Anh em chỉ cần đi thẳng qua đây, có một ông PC này để cho chúng ta làm móc luôn á. Và anh em sẽ đi xuống đây nha. Chúng ta sẽ có một cái ngôi nhà màu trắng nhưng mà cái mái màu xanh thế này, thì anh em chỉ cần đi qua đây và anh em mua cái cửa này là được nha. Thì đây chính là cái chỗ để cho chúng ta có thể là random jack quỷ ở C3 nha anh em. Đó chính là ông Blackfoot Gacha nè, đây là một gã scammer đích thực luôn anh em ơi. Bán toàn trái ác quỷ rồi điểu không anh em à. Ok, đó chính là ông này nha. Đấy, và đó là cái cách để cho chúng ta có thể là lại, cũng như là hướng đi để cho chúng ta có thể là đến cái chỗ random trái ác quỷ ở C2 và C3 dành cho những bạn nào mà mới vừa lên á. Thì nếu mà anh em nào mà không chê thì có thể là đăng ký kênh mình và cũng như bật chuông để mà theo dõi những video tiếp theo nha. Đó, nhớ ủng hộ mình bằng cách là ấn like để cho công sức mình làm video này sẽ không bỏ sông bỏ biển nha anh em. Thật ra không phải bỏ sông bỏ biển, nhưng mà nếu mà anh em đăng ký kênh mình và ấn like luôn thì mình rất là vui nha anh em. Và comment lại cái thử thách mà anh em muốn mình hướng dẫn để mà mình có thể là ra video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Hẹn lại anh em vào những video tiếp theo. Bye bye.